Trời ơi má ơi, má tin ổng về nhìn mà ổng kìa, lắm la lắm lét, cuộc sống giống tên ai được đâu má, thôi vô đi má. Đã nói má rồi, má ở nhà một mình là phải cẩn thận đóng cửa lại chứ. Cuộc sống bây giờ không có tin ai được đâu má ơi. À, cái gì vậy nha mày? Có chuyện gì vậy chú? Hồi nãy con thấy mấy hai thằng khả nghi lắm. Con theo nó tới đây mà mất dấu. Mấy thằng này con nghi ngờ nó lắm. Trời ơi ghê quá vậy. Mà thời buổi bây giờ tụi nó manh động lắm đó. Chú có đi theo nó cũng phải cẩn thận nghe chưa? Dạ, dạ. Cô. Có gì vậy má? Ờ, cái chú này nói nãy có hai người lạ mặt á cứ lảng vảng gần nhà mình đó. Trời ơi, má tin ổng về nhìn mà ổng kìa, lắm la lắm lét. Cuộc sống giống tin ai được đâu má, thôi vô đi má. Trời ơi nhìn kìa, con đã nói má rồi, má ở nhà một mình là phải cẩn thận đóng cửa lại chứ. Cuộc sống bây giờ không có tin ai được đâu má ơi. À, anh ơi à, anh chủ nhà đây hả anh? Không phải. À, hồi nãy em cũng đang có việc liên hệ với đây. À, mà xe này xe anh hả? À, cái gì vậy nha mày? What? Có chuyện gì mà sùm trước cửa nhà tôi vậy nè? À, hai cái thằng này nhân lúc nhà mình đi vắng nó vô nhà nó lấy xe, cũng may con với các anh phát hiện kịp. Ờ à, rồi cảm ơn các anh nhiều nha. Vậy ra là hai cái thằng này là đó, con thấy chưa, nếu mà không nhờ cái chú này á là nhà mình bị mất chiếc xe rồi đó. Vậy mà con cứ nói người ta này nọ hoài hả? Tôi xin lỗi nha. Thôi không sao đâu, chuyện nên làm mà. À cô nè, tôi nói cô này muốn nói với cô, người tốt sẽ cho mình hạnh phúc, người xấu sẽ cho mình bài học. Đẹp trai thì mới có nhiều người được yêu. Anh nè, anh tên gì vậy? Người nhân chuyển.